Xoài bà con ơi, bà con ta biết xoài hết rồi đúng bà con. Xoài nó tốt nhưng mà nó không tốt riêng có một số người. Và số bệnh thế này, ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Cho nên vui lòng đừng ăn nha bà con. Đó là những người hay ngứa miệng, ngứa môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay. Còn nặng thì nó gây sốc phản vệ. Đó, nó nhiễm tính mạng nguy hiểm, xảy ra lượng đường cao trong xoài chín, bệnh ngồi da tăng nặng, mẩn ngứa, vết thương lẻ lét, mưng mủ, tiểu đường, thừa cân, béo phì. Bà con thấy không, xoài nó cũng nguy hiểm, nó nóng mà. Xoài nó nhẹ thì nó gây ra ngứa miệng, ngứa môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay. Còn nó nặng thì nó gây sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng. Hiếm xảy ra nhưng mà lượng đường cao trong xoài chín hay là bệnh ngồi da tăng nặng, mẩn ngứa, vết thương lệ lét, mưng mủ, tiểu đường, thừa cân béo phì, vui lòng tránh xa xoài ra bà con nha. Còn tốt ăn được cho sức khỏe là ăn 200 gram. Nếu ăn liền 6 ngày thì nghỉ một ngày. Mà nhớ ăn xoài không ăn khi bụng đói. Vừa ăn hải sản xong cũng không ăn xoài sau 1 tiếng thì mới được sử dụng, mới được ăn. Gây ra dị ứng, đó, nó khó tiêu, tiêu chảy, chướng bụng. Không uống rượu với xoài, gặp chất cồn nó sẽ tạo ra độc, hủy hoại trên niêm mạc dạ dày nha bà con. Hen suyễn, cho nên bà con vui lòng nhớ thôi ăn thứ khác. Mình có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn bà con ha.